Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là XA777ES. Dòng này là chuyên đọc đĩa CD và SACD. Đó, máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Hàng mình về trực tiếp từ Nhật nha các bạn. Đây là một trong những model cao cấp đầu bảng của hãng Sony. Máy được trau chuốt kỹ càng, rất đẹp, mặt nhôm phay xước màu vàng, màu gold, rất là đẹp, rất là tuyệt vời các bạn. Rất là bắt mắt. Phía trước là có một cái tem nè bạn, Super Audio. Đó, ở đây là XA777ES Multi Channel Direct Stream Digital Super Audio DA Converter System. Là cái này có nghĩa là cái này là vừa chơi hai kênh, vừa chơi có thể các bạn chơi có thể chơi đa kênh ha. Rồi Stream Direct kỹ thuật số. Rồi nó là dòng Super Radio và chuyển đổi giải mã kỹ thuật số. Model ở dưới đây là Super Audio CD, SACD, SCD, XA77ES, dòng cao cấp của hãng Sony. Máy có kích thước là bề ngang 43cm, cao là 13cm, hậu sâu là 38cm và nặng cực khủng luôn các bạn, nặng tới 16kg. Mình đã tháo nắp sẵn ra cho các bạn, nắp nữa còn nguyên zin còn tem luôn nha các bạn. Đây, dòng này là dòng cũng là một trong những model đời mới của hãng Sony. Sony được sản xuất vào năm 2001 tới 2004 nha các bạn. Đó, bên hông là ốp hai miếng nhôm phay xước rất là dày, không trầy xước nha các bạn. Tất cả các cạnh là còn rất đẹp. Đó, bên này cũng bên phải cũng làm nhôm phay xước ốp còn rất đẹp, không trầy xước nha các bạn. Này mình chưa vệ sinh thôi. Đó, bạn nào mua mình phải vệ sinh sạch sẽ trước khi giao. Đó, dòng này đặc biệt là các bạn chơi được đa thể loại nha các bạn. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc trẻ đều rất tốt nha các bạn. Đó, thông tin mặt sau như sau. Xong Sony model SCD XA777ES Super Audio CD Player 100V 28W, số series là 0853 Made in Japan. Tít mặt sau là không có điểm chê như mới luôn các bạn ha. Cái đường digital output thì có đường coaxial và đường optical vậy ha. Rồi, cái đường analog out thì có đường hai channel out, chắc là đường analog thông thường các bạn kết nối bằng đường này. Một khi các bạn muốn kết nối đường analog out 5 kênh thì các bạn chọn mặt trước là 5.1 thì nó ra là run, surround, sub và center. À, đơn giản các bạn ha. Dòng này đặc biệt là qua bài rất nhanh các bạn, không kén đĩa nha các bạn. Mình đã test cái dòng SACD thì đọc rất là chi tiết, rất là trung thực nha các bạn. Đó, tiếng rất là mềm, rất là ngọt nha các bạn, rất dễ chịu. Đó, sau đây mình quay nội thất cho các bạn xem. Các bạn nhìn vào nè, nội thất rất là gấu khủng luôn, không có con CD nào mà nội thất gấu như vậy đó các bạn. Máy nặng 16kg thì các bạn tưởng tượng là trong cái nội thất nó phải dày đặc như vậy đó các bạn. Đó, hai tụ lọc nguồn nè các bạn. À, hai tăng phô nguồn. Đó, tăng phô nguồn của hãng Kinden nha các bạn. Đó, tất cả các bao mạch các bạn nè, tụ vàng nè, đĩa nè, khay đĩa rất là êm ái nha các bạn, nằm chính giữa. Đây là chip giải mã nè các bạn, những con chip giải mã nè, chip giải mã Sony nè. Đó, những con chip nhỏ nè. Đây có một con chip giải mã nè, nằm hơi chói nè. Ở đây có hai con chip giải mã là nó có lớp đồng chống nhiễu nè các bạn. Đó, ở đây là bo các tụ, các bạn thấy tụ nè, mặt tụ là 3 tầng, những tụ xanh rất là nhiều, rất đặc biệt, tụ dày đặc luôn các bạn, nhìn vô một rừng tụ luôn các bạn. Ở đây có những con tụ màu vàng đấy các bạn, những tụ vàng là những tụ cao cấp thường sử dụng trong những hãng CD Sony nha các bạn. Không có điểm chê các bạn à, máy rất đẹp. Sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù, niềm thương yêu
còn xin với đi chi tiết vào mặt trước nha các bạn. Ở trước là có một cái tem là Super Auto như mình đã giới thiệu. Đó. Ở đây nút nguồn. Và cái này sensor remote nhận khiển. Cái này là phone volume level, tai nghe. Này time là thời gian các bạn có thể chỉnh này, các bạn theo chức năng các bạn tùy các bạn ha. Đó. Ở đây là menu các bạn có thể ấn vào. Thì là mình đang sử dụng là hai channel. Ở đây là multi hai channel, các bạn ấn hai kênh đây hoặc 5 kênh đây. À, đây là đầu sát CD tự động nó nhận diện cái đĩa cái lúc các bạn đưa vào. Ở đây nút play, tạm dừng, stop, qua bài. Qua bài, bài cuối cùng luôn nè bạn. Dòng này đặc biệt không kén đĩa các bạn. Đó. Đó, cái này là nút mở tắt, mở khai đĩa nghe bạn, đóng mở khai đĩa. Máy mình về có một cái thiện dinh khác đời nghe các bạn, mình tặng thêm cho các bạn. Rất là đẹp, dòng này nghe trưng bày rất đẳng cấp các bạn. Dòng một trong những top model cao cấp nhất của hãng Sony. Dạ, sau đây mời các bạn nghe tiếp một đoạn. Em sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng một lần yêu phải trăm lần khổ đau. Giọt sương băng sớm lấp lánh trên hoa nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu năm tháng. Tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu? Em chỉ biết có mỗi anh thôi. Cho dù anh chót đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Mình riêng nhau đi.
cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Nắp của nó là nắp sơn zin luôn nha các bạn. Hồi nãy mình mới quay cho các bạn, nó còn tem mạc đầy đủ nha các bạn. Đó, máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Mặt nấm xung quanh là không tì vết, đẹp, rất đẹp nha các bạn. Bạn nào mua về nghe trưng bày đều tuyệt vời nha các bạn. Đặc biệt cái giá mà đưa ra rất tốt, chỉ là 13.500.000 đồng. Bạn nào có nhu cầu đừng ngần ngại gọi cho mình cái số 0903747111. Mình có ship toàn quốc nha các bạn. Mình xin giới thiệu lại cái đầu CD Sony model cao cấp nhất nhì của đầu bảng, những cái dòng đầu bảng của hãng Sony. Có model là XA777ES. Mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo. Mình bán với giá là 13.500.000 đồng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.